Rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về tốt những con giáp cực kỳ may mắn trong tuần mới, trúng số 2 lần liên tiếp trong 6 ngày từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 9 năm 2022 về dương lịch. Đây là top 3 con giáp may mắn lội ngược dòng, vươn lên để tỏa sáng, sự nghiệp thì hanh thông, thành công một cách mỹ mãn, tài lộc thì cực kỳ rực rỡ. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào và liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây với những con giáp may mắn trong tuần mới này hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về top những con giáp may mắn trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong 6 ngày từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 9 năm 2022 về dương lịch, ba con giáp lội ngược dòng vươn lên tỏa sáng, sự nghiệp thì thành công xuất sắc, tài vận thì rực rỡ, vận trình ở phía trước thì may mắn đủ được. Và theo tử vi trong tuần mới cho biết là có ba con giáp may mắn trên con đường sự nghiệp, thành công một cách rực rỡ, tài lộc thì vượng phát, tiền vàng phù phê, giàu sang phú quý khiến cho người người phải ghen tị. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 17 đến ngày 22 tháng 9 năm 2022 về dương lịch này, đó là con giáp người tuổi Ngọ. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng người tuổi Ngọ là người thường biết đến với người có tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển mọi tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn và những thử thách thì con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh và từng bước vượt qua một cách dễ dàng hơn. Và theo tử vi ngày mới cho biết là trong tuần mới này thì hậu vận của con giáp người tuổi Ngọ được dự báo là sẽ có con đường thu nhập cực kỳ rủng rỉnh, cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến cho rất nhiều người phải ghen tị. Với sự nghiệp luôn có quý nhân chỉ đường dẫn lối, không chỉ là thăng hoa hơn trước mà còn thuận đà thăng tiến vèo vèo. Với người muốn chuyển việc cũng luôn được bạn bè giúp đỡ và giới thiệu chỗ làm mới. Trong khi đó, còn người làm kinh doanh thì cũng tiếp nhận được rất nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó mà tăng lên ầm ầm. Với trong thời gian này thì thành công của Ngọ sẽ luôn luôn phụ thuộc vào sự nỗ lực của bạn. Vì vậy, hãy cố gắng nắm bắt và kiên trì nhé. Và theo tử vi ngày mới cho biết là hậu vận của con giáp người tuổi Ngọ được dự báo sẽ có con đường thu nhập cực kỳ rủng rỉnh và cuộc sống của họ sung túc và đủ đầy hơn những thời gian trước rất nhiều. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 9, đó là con giáp người tuổi Sửu. Đối với con giáp người tuổi Sửu thì hầu hết là những con người rất kiệm lời, không phải vì họ không biết nói gì mà với họ thì việc chứng minh là bằng hành động hơn là lời nói quan trọng hơn nhiều. Với những con giáp mà khiêm tốn này thì người tuổi Sửu không thích khua môi múa mép, ba hoa rỗng tích mà âm thầm nỗ lực hết mình để hướng về cái đích thành công của chính mình. Theo các chuyên gia trong phong thủy nói rằng, với những tháng vừa qua thì người tuổi Sửu là một trong những con giáp gặp phải rất nhiều thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đã có đôi lúc Sửu đã nghĩ đến chuyện phải bỏ cuộc. Tuy nhiên thì theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng trong tuần mới này, đây chính là lúc mà con giáp này bước vào thời điểm may mắn nhất của năm, với những chuyện tốt lành sẽ liên tục đến với Sửu. Tài vận mỗi lúc của người tuổi Sửu sẽ không ngừng tăng lên nếu như Sửu biết nắm bắt đúng, tính toán chuẩn, đầu tư đúng chỗ thì tận dụng các lợi thế sẵn có này mà huy động hết các nguồn lực trợ giúp. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ có những ngày tháng hứa hẹn và thời gian kiếm tiền cực kỳ khủng trong năm này. Và theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng trong tuần mới này chính là lúc
mà Sửu bước vào thời điểm may mắn nhất của năm, với những chuyện tốt lành sẽ liên tục đến với Sửu. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 9 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Tỵ. Theo tử vi dự đoán là trong tuần mới này thì Tỵ là con giáp sẽ xây dựng được rất nhiều mối quan hệ xã giao tốt. Bạn cảm thấy rất tự tin mỗi khi bắt tay vào công việc. Chính nhờ vậy mà các dự án rơi vào tay Tỵ thì luôn luôn hoàn thành rất đúng tiến độ và thành công, với những cơ hội thăng tiến cũng đang mở dần từ đây. Chính vì vậy mà Tỵ hãy cố gắng nắm bắt lấy nó. Và trong gia đình thì bản mệnh luôn luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được êm ấm hơn rất nhiều. Với những người độc thân thì cũng luôn có cơ hội tìm được những người phù hợp. Chính vì vậy hãy tận hưởng những giây phút lãng mạn này nhé. Còn vấn đề về sức khỏe của bạn đã có phần được cải thiện. Tuy nhiên Tỵ cũng nên ra ngoài đi chơi đâu đó để lấy thêm năng lượng nhé. Đừng vì mải mê kiếm tiền rồi quên mất điều kiện tận hưởng cuộc sống của chính mình. Và bạn cảm thấy tự tin mỗi khi bắt tay vào công việc. Nhờ vậy mà các dự án rơi vào tay Tỵ luôn luôn hoàn thành đúng tiến độ và thành công một cách rực rỡ nhất. Đây là một trong những cơ hội thăng tiến mở ra của người tuổi Tỵ. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Với những con giáp nào là những con giáp may mắn ngút trời trong tháng 10 âm lịch của năm Nhâm Dần 2022? Chỉ còn vài tháng nữa mà con giáp này vẫn bội thu gấp nhiều lần. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Dần. Với người tuổi Dần thì đa số là những người thông minh, có tính độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, rất dũng cảm và có tham vọng. Và trong tháng 10 âm lịch của năm 2022 này là một tháng rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính, làm ăn. Tuy giữa năm phải đối mặt với nhiều chuyện không như ý do là bạn bị tiểu nhân ám hại, nhưng càng về cuối năm thì tài vận của Dần ngày càng khởi sắc hơn rất nhiều. Và theo tử vi học có nói, khi bước vào tháng 10 âm lịch cũng là lúc mà các ngôi sao tốt chiếu rọi, nên người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu chắc chắn là không ít. Không chỉ có tài chính mà những mặt khác ở trong cuộc sống của Dần cũng hết sức thuận lợi và suôn sẻ. Và sẽ có một trong những thiếu sót lớn nhất nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất trong tháng 10 âm lịch của năm Nhâm Dần 2022 này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Thân. Trong tháng 10 âm lịch của năm Nhâm Dần này thì người tuổi Thân sẽ phải làm việc vất vả hơn trước rất nhiều. Nhưng với sự trợ giúp của quý nhân, trong công việc của bạn cũng có khá nhiều tiến triển đó. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý hơn đến chuyện sức khỏe và các mối quan hệ cá nhân của chính mình. Vì những chuyện rắc rối ở thường ngày sẽ nảy sinh rất nhiều điều không hay cho bạn đó. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Hợi. Trong tháng 10 âm lịch của năm 2022 sẽ là một tháng có nhiều thay đổi tốt đối với người tuổi Hợi. Với những tháng đầu năm thế nào không biết, nhưng với những tháng cuối năm thì Hợi sẽ lấy lại những gì mà Hợi đã mất. Và trong tháng 10 âm lịch của năm Nhâm Dần này thì Hợi sẽ có một vận may lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có những cải thiện một cách đáng kể nhất. Và khi bước vào giữa tháng 10 âm thì người tuổi Hợi có thể sẽ gặp được quý nhân và được đưa đường dẫn lối giúp cho Hợi làm giàu ở trong tương lai. Với người tuổi Hợi vốn đã được xem là con giáp được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ. Chỉ cần là họ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì chắc chắn Hợi sẽ một bước lên mây. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày
vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.